Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 nhé. 21 tháng 10 2020, giúp em có về ít cần tay nhé. Hàng carbon nha anh em. Thì lô này thì em sẽ gửi phát nhanh cho anh em nhé. Phí ship vẫn là 40 ngàn, hoặc là em hỗ trợ hết mức cho anh em ấy. Phát nhanh giờ cũng loanh quanh 70-80 đến 100 ngàn một lần chuyển rồi. Cho nên là hàng ấy chuyển phát nhanh nhưng mà nó vẫn sẽ chậm ấy. Đã chậm giống như của hàng thường ấy. Nhưng mà nó sẽ nhanh hơn là hàng thường nhé. Ví dụ như trước đây không có dịch thì hàng thường nó tầm 5 tới 7 ngày. Hàng nhanh từ 1 đến 2 3 ngày. Nhưng bây giờ hàng nhanh ấy nó tầm 5 tới 7 ngày, còn hàng thường á từ 10 tới 15 ngày. Đấy, tùy vùng. Thế nên là anh em nếu mà đặt hàng thì lưu ý cái vấn đề nhé, có thể chờ được lấy hàng hay không nhé. Thì hãy đặt nhé. Chứ nhiều khi thấy lâu lâu rồi không thấy giao, không hàng chưa tới, anh em lại không lấy nữa, mất công shop gửi đi tốn tiền phí lắm. Lời chẳng bao nhiêu cả. Đấy, anh em lưu ý cái chuyện đó nhé. Thì em sẽ cố gắng hỗ trợ chuyển phát nhanh cho anh em hết, nhưng mà phí ship thì 40 ngàn em vẫn giữ nguyên nhé. Đấy. Ok, đầu tiên này là cái T1 nha anh em. Cái T1 này. Cái này là của Suzumi. Nó rất là mới nhé. Đấy. Con này thì dài là 5m4. Đọt là 0.8 ly nhé. Đọt 0.8 ly. Nặng là 173 gram. Thu gọn vào 55 cm nhé. Đọt tầm 3H, thân thẳng nhé. Thân thẳng cứng tầm khoảng 4-5H nhé. Giá là 700 ngàn. Giá là 700 ngàn nhé. Rất là mới. Đấy. Phôi 7 màu rất là đẹp. Hơi chảy sơn bóng đầy chút. Nhưng mà tổng thể còn rất đẹp. 5m4. Hàng của Xiaomi. Các lóng trong của nó thì là carbon xoắn. Lóng ngoài nó sơn 7 màu. Phôi carbon dày nha anh. Đây, cho coi mấy cái đọt trước. Phôi rất là dày. Phôi rất là dày nha. Đặt này tầm 2-3H. Nhưng mà thân nó cứng thẳng. Thân nó thẳng là 4-5H. Thân là tầm 4H. Đọt tầm 2-3H. Đó, phôi rất là dày. Con này mã T1 nhé, giá là 700 ngàn. Tiếp tới con mã T2 nhé. Mã T2 này mà con giả trúc rất là đẹp này. Đấy. Con này thì là hàng nội địa Nhật đấy. Dài là 4m7 nhé. Đọt 0.9 ly. Nặng 128g. Thu gọn vào 55cm nhé. Cứng tầm 3H. Giá là 750 ngàn. Mã T2 nhé. Đấy, carbon giả trúc rất đẹp. Cái lóng ngọn là còn cái lóng ngọn nó vướng cái dây. Đây, phôi khá là dày. Carbon là carbon giả trúc.
Mã T2 này 750 ngàn nhé. Phone này ok lắm. Mã T3 này là con 3m6 nhé. 3m6, carbon giả trúc luôn. Nhưng mà cái dòng này phôi này nó có pha tỷ lệ fit trong này nhé. Nhưng mà tỷ lệ nó ít hơn, không có nhiều đâu. Tình trạng còn mới. Cần 3 đi 6 đọt 1 ly nhé, nặng là 110 gram. Thu gọn vào 56 cm nhé, cứng 2H, giá là 400 ngàn nhé, mã T3. Còn khá là đẹp. Mã T4 nhé. T4 này con 6m3 carbon. Thì em cũng nói rõ cho anh em này. Cái phần này á, nó sơn cái phần mà từ cái vân trắng này này xuống đến gốc, là trước đây là nó sẽ sơn một cái lớp nhám, đen nhám, đen mờ. Nhưng mà cái đen mờ đó thì lâu ngày nó chảy ra, nó cầm nó dính dính, em lấy cồn em lau nó bay hết cái nhám mờ đó. Đó, lau hết nhám mờ ra, nó lòi cái lớp sơn đen ra, mới lại một ít phần carbon ở dưới này. Tình trạng thì còn mới đẹp đó. Em nói rõ cho anh em luôn, khỏi về thắc mắc cái đoạn sơn này. Phôi thì ok luôn đấy, carbon này thì chuẩn luôn rồi. Đó, anh em nhìn thấy cái vân carbon này. Đó. Phôi còn mới tinh nhỉ, dày. Phôi này dày á. Đó, phôi quá dày. Phôi này chuẩn á. 6m3. Em đọc thông số cho anh em nhé. 6m3, đọt 0.6 ly, nặng là 134 gram nhé. Thu gọn vào 57 cm. Cái đọt của nó tầm 1.52H thôi. Giá là 500 ngàn, mã T4 nhé. Rất là mới và đẹp. Anh em là đánh cảm giác. Ok, còn mới. Đây, đọt của nó rất là nhỏ, chúng xoắn đàng hoàng. Đây, can corusen gì đây, con này là mã T4 nhé, mã T4 giá là 500 ngàn. Tiếp tới con mã T5. Mã T5 là con dài là 5m4 nhé. Đọt 0.6 ly, nặng là 138 gram. Thu gọn vào 61 cm nhé. Cứng tầm 1.5-2H thôi. Giá là 500 ngàn. Hikawa 5m4 carbon. Ôi còn đẹp luôn. Thấy cái phôi của nó quá đẹp.
Con này mã T5 nhé, giá là 500 ngàn. Rồi, tiếp tới con mã T6. Mã T6 này của con cần của Nissin nhé. Nissin. Xanh ngọc rất là đẹp. Mã T6 này dài là 3m6, đọt 0.7 ly, nặng 70 g. Thu gọn vào 55 cm nhé. Cứng 2H, giá là 650 ngàn, mã T6. Rất là đẹp, mới, đọt mềm. Mã T6 ấy, giá là 650 ngàn của Nissin. Tiếp tới con T7 cũng là của Nissin luôn, nhưng mà nó dài hơn chút, dài hơn chút. Con này cái chữ nó hơi mờ dài là 3m9 nhé, dài 3m9, đọt là 0.7 ly nhé, nặng là 66 g, thu gọn vào 70 cm nhé, cứng tầm 1.5H thôi. Giá là 600 ngàn, mã T7 nhé. Cùng phôi luôn nhé. Khá là đẹp. Nhẹ có 66 g. Mã T7 nhé, 600 ngàn. Rồi, mã T8 là con dài 3m6, đọt là 1 ly, 3m6 đọt 1 ly, nặng là 96 g, thu gọn 108 cm nhé. Con này thân thẳng, thân tầm 5H đó, đọt là tầm 3H. Giá là 600 ngàn nhé, mã T8, bởi vì con này nó hơi xước nhưng mà phôi chuẩn đấy. Đấy, bên ngoài vẻ bên ngoài thì nó hơi xấu, anh em là không quan trọng ngoại hình thì lấy nhé. Đó. Phôi thẳng cứng đó. 3m6 nhưng mà nó hơi xấu. Sức dầm. Cái này là vít, vít carbon thôi nha anh em, không phải bể bể nứt gì đâu. Cái vít carbon nó quấn đây là nó cà, nó xước, nó chảy sơn, nó chảy sơn bóng. Thôi con này thì ok rồi. Thân cứng. Mã là T8, giá là 600 ngàn. Tiếp tới con mã T9, con này mới tinh. Mã T9 nhé, nội địa Nhật.
tên của nó đây nhé, carbon xoắn. Nặng là 107 cm, cứng tầm 2.5 cho tới 3 h, giá là 700.000, 750.000. Dài là 4,5 m, đọt là 0.8 ly, nặng là 97 cm. Con này phôi còn đẹp. Mã này là mã T9, mã T9 750.000. Tiếp tới là mã T10 nhé. Mã T10 là một con cần nội địa Nhật này. Đó. Carbon xoắn trong. Dài là 3,5 m, đọt 1 ly nhé, nặng là 89 g. Thu gọn vào 107 cm nhé, đọt 3 h, thân nó tầm 4-5 h. Giá là 750.000. Thân là tầm 4 h. Đấy, mã T10 nhá. Con này quá đẹp rồi. Cái này là bụi bẩn nó cà vào. Này rất là mới nhé. 750.000 mã T10. Tiếp tới còn mã T11 nha anh em. T11 là một con Nissin cần tay trợ máy. Nó có hai chế độ 3,9 m và zoom 4,5 m và zoom 3,9 m nhé. Đây. 4,5 m và 3,9 m, 5 khúc này. Thu gọn vào 112 cm nhé. Nặng 130 g, đọt 0.8 ly. Đó, gốc 21. Giá mới của nó là 13.500 yên nhé. Con này là giá 950.000 nhé, mã T11. Thì cái gốc của nó cũng có hơi xước sơn một chút, chút răm, cũng không ảnh hưởng nhé. Có túi, có hộp nhé. Này, gốc nó có xước sơn này, kiểu nó kẹp vô hoặc là nó cà ở dưới chỗ kẻ đá. Bát Fuji nhé, 3,9 m, 4,5 m, có sức dầm. Dùng sức dầm mới gốc ngọn thì đẹp. Ngọn đây. Ngọn này cả ly chứ không chấm 8 gì. Nói chung là phôi trong đẹp, còn chỉ có xước cái gốc kiểu bên ngoài cho nên là nó cà vào á. Này là cái khoen. Rất là đẹp.
con này thì thân thẳng đấy nhé, đọt thì nó tầm khoảng 3 h, đọt tầm 3 h, thân thân thẳng đét luôn đấy, không có võng, thân nó tầm 4 h đó. Tay chữa máy hoặc anh em về đánh cần tay cũng được. Con này giá 950.000 nhé, mã T11. T12 này cũng vậy nhưng mà nó ngắn hơn nhé. Nó là 3m6, 4m2. Thu gọn 101 cm. 110 gram, 0.8 mm, 21 này. Nói chung là 0.6, 0.8 gì đây, 1 đến 3 em chả hiểu. Giá cũng là 950.000 nhé. Con này đẹp hơn chút, ít xước hơn cái con trước, nó ngắn hơn nhưng mà em vẫn bán bằng giá nhé. Đấy, nó ít xước hơn, nó vẫn còn cái chữ đây, cái kia xước mất chữ luôn. Bát Fuji, quen Fuji, quen đề 3 Fuji, 4m2, 3m6. Thì con này cũng vậy nhá, đọt tầm 2 3 h, 3 h. Còn thân thì thẳng đét luôn, không có võng tí nào. Này còn đẹp, nó chỉ xước cái gốc thôi, gốc kiểu nó cà vô trong đi câu nó cà, nó xước gốc thôi. Anh em làm cần tay hoặc là cần tay chữa máy ok. Cái này giá 950.000 luôn nhé, Nissin. Này cũng là một con của Nissin nhé. Đấy. 95% carbon, dài 9 m nhé, 10 khúc. Thu gọn 105 cm, nặng là 440 g nhé. Đọt của nó 1 ly, đọt tầm 3 h, cần thân tầm 4 5 h, phôi dày á. Giá là 1,3 triệu nhé, mã T13 Nissin. Con này phôi dày cục nặng lắm mà nó gọi là thiên về cảm giác chứ không phải là nó đanh nhá. Thì cái gốc nó có xước răm. Đấy, gốc có xước răm Nissin. Phôi thì siêu dày rồi. Nặng. Nói chung anh em cái này anh em săn hàng được nhưng mà nó hơi mềm thôi. Em thấy phôi dày, lực chịu tải của nó cũng cao ấy. Nó hơi mềm cho nên là gọi là để đóng cá, để đánh nhanh thì nó khó đánh nhưng mà lực chịu tải của nó ok. Đấy, em quay mấy cái gốc trước cho anh em coi nhé. Mấy lông trong thì đẹp ok đó. Có hơi xước răm một chút thôi. Nhưng mà phôi thì dày. Nissin.
túi có hộp nhá, mà nó có xước răm nhẹ nhẹ đấy. Con này là con Daiwa này, con này 9 mét nhé, đọt 1 ly 4, nặng là 312 gram, thu gọn là 133 cm đấy, đọt tầm 4 h nhé, thân thẳng tầm 5 h á, nói chung là nó tầm từ 5 4 5 h, giá 9 mét và giá con này là 2,4 triệu nhé, của Daiwa. Đây, quà Wicker. Con này còn đẹp. Nó có cả cái vít gọi là cái ngấn ngấn này để nó chống chống bó lóng. Dài. Em quay mấy gốc trước cho anh em nhé. Tổng thể thì còn đẹp nhé. Mã con này là mã T14 nha anh em. T14 này giá là 2,4 triệu nhé. Cắm từ gốc tới ngọn. Đây, Daiwa Wicker là một dòng hàng cao cấp của Daiwa. Cái này là chúng xoắn nhé, xoắn 360 độ, đọt này đọt nguyên bản luôn đấy, 2,4 triệu. Rồi tiếp tới con này là con cần của thằng Sita 7,2 m nhé. Cái gốc của nó kiểu nó cái túi nó bị ngấm muối á. Cái túi nó bị ngấm muối á, nên là nó bỏ cái cần này thì cái lóng ngoài này nó để sẽ bị là muối nó ăn này. Đấy, muối nó ăn này. Muối nó ăn. Đó. Một số vết muối nó ăn, bị muối nó ăn đó, muối nó ăn này. Cái này là nó bó đầu lóng chống nổ thôi nhá, chứ không bị bể nứt gì đâu nhá. Con này là dài 7,2 m, phôi thì siêu dày rồi. Đây, anh em coi phôi dày nhé. Bảy mét hai nhé, đọt 1 ly 1, nặng là 381 gram nhé, thu gọn vào 96 cm, cứng 3 h đây, giá 1 triệu. Cái này thì nó cánh đánh cảm giác nhưng mà lực chịu tải của nó cũng cao ấy nhé, không phải vừa đâu, bởi vì phôi nó dày. Đấy, em quay mấy cái lóng gốc trước này. Carbon xoắn nhé, bên trong carbon xoắn hết, thì nó vẫn có xước răm nhẹ nhẹ cũng không có phải là đáng kể đâu. Đó. Đầu lóng nó quấn chống 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 nổ hết nhé.
mấy cái đầu lóng là nó quấn để khỏi nó bị tét cái đầu lóng ấy. Chứ không phải là bị nứt hay bể gì đâu nhá anh em. Anh em cứ kiểm tra về kiểm tra thoải mái, nứt bể thì em lấy lại, em thu lại nhé. Mã này T15 nhé, 15 này giá là 1 triệu, 7m2. Tiếp tới con mã T16 nhé, một con siêu phẩm này, đẹp miên man luôn, mới tinh nhỉ, của Daiwa nhé, Daiwa nhé, 6m3, hàng nội địa Nhật, carbon Pomet Haya nhé, đó, mới tinh, nhẹ lắm. Đây, đọt là 6m3 nhé, à quên, cần là 6m3, đọt là 0.6 ly. Cái này đặc biệt lắm rồi, cái đọt của nó thì nó mềm mềm hèo à, 0.6 ly thôi mà thân nó lại cứng. Cân nặng của nó là 137 gram nhé, rất là nhẹ, 6m3 mà có 137 gram, thu gọn là 1m13, đọt nó tầm 1-2 h thôi à, nhưng mà thân, đặc biệt cái thân của nó thì thẳng thẳng tắp luôn, thân của nó tầm khoảng 4-5 h á, tầm 5 h, giá là 1,8 triệu nhé, mã T16 nhé. Thì cái này anh em về có thể thay đọt cứng vào được nhé, đọt 4 h vô được ạ. Cái này là phải lấy tu vít vặn nha anh em. Đó. Cái này em vặn hờ hờ ra để anh em, để em vặn ra cho dễ thôi. Cái này thì cực kỳ là mới, không phải bàn. Đây. Cái đọt của nó. Cái đọt của nó này. Đây, thấy không? Cái đọt của nó là cực kỳ là dẻo luôn. Nó tháp, nửa đọt này. Cực kỳ là dẻo luôn. Đây. Mới chát luôn. Siêu phẩm. T16 nhé, giá là 1,8 triệu. Đấy, cái đọt này thì nó mềm này. Đấy, vì anh em có thể thay đọt 4-5 h vô được. Tiếp tới con T17 nhé, con này cũng mới tinh. Carbon Haya nhé, 7m2 này, đọt 0.9 ly. Đấy, cái đọt này nó cũng mềm á. 233 gram. Thu gọn vào 102 cm nhé, cần 3 h. Giá 1,8 triệu. Mã T17 mới tinh. Đấy, carbon xoắn Haya, hàng nội địa Nhật. Cho anh em chiêm ngưỡng. Đến cả cái đọt mà nó cũng làm hai da. Quá mới.
Đấy, cái đọt này nó làm carbon hai da luôn này. Nó tháp từ đây lên này. Được không? Đoạn này là tháp này. À, nguyên bản nó vậy nhé. Gần như là mới tinh, sử dụng lướt qua. Con này là mã T17 nhé, giá là 1.800.000. T18 này mà con cần mới như chưa sử dụng luôn nhé. T18 này dài 8m1 của thằng Olympic, hàng nội địa Nhật. Đấy. Quá đẹp, mới tinh. 8m1 này, đọt 1 ly này, 480g này, vui dày. Nặng là dài là 105 cm nhé, đọt 4H, thân là 5H đó. Giá là 1.500.000 nhé. T18. Đặc biệt cái phôi của con này á, ngoài là carbon xoắn nhưng mà bên trong là carbon Cairo. Bên trong nó là carbon Cairo nhé. Đó. Thấy không? Phôi quá chất. Nặng. Dày nên nó nặng. Cần mới tinh nhỉ. Đấy anh em thấy không? Phôi trong nó là phôi carbon caro á. Bên ngoài thì miễn phải bàn luôn, không có một vết xước. Mới kinh khủng. Giá thì quá hợp lý cho anh em. Mã là T18, giá là 1.500.000. Phôi dày. Caro hết luôn. Ngoài xoắn. Cái này thì anh em đánh cá lớn được. Đấy. Quá đẹp. Nói chung thì nó cũng không phải để là săn hàng mười mấy 20 kg, nhưng mà 5-7 kg là anh em đánh vô tư rồi. Rồi, con siêu phẩm cuối cùng nhá. NFT 9m, đọt là 1 ly 3 nhé, nặng là 360g. Thu gọn 1m27, cần tầm 4-5H, giá là 2.800.000. Mã T19. Đấy, carbon 2 da, Polop 9m, hàng nội địa Nhật. Mới tinh tình tình. Xoắn hai da nhé, bầu lốp. Cái này là vết dơ bẩn đó. Kiểu cái lằn của hai da nó tút ra tút vào nó có cái bụi. Quá đẹp.
Đây là bụi bẩn thôi nhé, không phải là chảy xước gì nữa. Con này phôi cũng dày ấy. Anh em đánh cá lớn được thì cũng đánh cá lớn thôi chứ không phải là đánh săn hàng. Săn hàng thứ nhất anh em phải cần cứng, thứ hai là phải nạy nhanh. Thì cái này đánh cá lớn được nhưng phải dòng, bởi vì cái action của nó là nó sẽ mềm dần từ giữa thân lên chứ không phải là cứng ngắc giống như mấy cần săn hàng nha anh em. Đấy, cho anh em nên hiểu như vậy. Và cái dòng này là vừa đánh cảm giác vừa đánh cá lớn được. Mã AT19 nhé, giá là 2,8 triệu rồi. Anh em nào muốn đặt hàng cái nào thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866700856 nhé, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Rồi chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.